sẽ xây tượng của nhau trong Minecraft. Nhưng mà chúng ta sẽ xây dựa theo màu sắc của nhau. Liệu ai sẽ chiến thắng trong thử thách này đây? Các bạn hãy xem hết nhé. Chào mừng các bạn thử thách xây tượng bạn bè. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ xây theo màu đó nha. Theo màu là sao vậy? Ở đây tôi có một cái vòng xoay màu nè. Ở là vòng tròn nó sẽ bắt đầu xoay và sẽ dừng lại vào một màu trong đó. Đó chính là màu hồng. Vì màu của sắc bên chính là màu hồng đó các bạn. Rồi bây giờ tôi gà thử đây cho tôi gà. Để tôi quay nè, hay cha. Gà sẽ được màu tím. Gà tránh ra tới lượt tôi nè. Bao huy được màu gì, huy được màu gì. Màu xanh lá cây. Cuối cùng là chị Nam ơi. Được rồi, hay cha. Và đó chính là màu vàng. Wow. Chúng ta có màu rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây tượng bạn bè dựa trên thành viên sinh tốt với cái màu tương ứng đó. Mình là màu hồng cho nên mình chắc chắn sẽ xây. Được rồi, màu tím thì tôi sẽ xây Nami nè. Màu vàng nên chắc chị sẽ xây tôi gà luôn. Tôi sẽ xây màu xanh đó là sầu riêng. Được rồi mọi người, tản ra mà xây nó nè. Trời ơi, bây giờ tôi sẽ vô phòng của tôi nè. Ok, để xây được tượng Hi Ha thì tụi mình biết xây Hi Ha sao đó. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm Hi Ha để làm vật mẫu nào. Kiểu Hi Ha kìa. Sao tôi có cảm giác thằng nào khùng khùng đứng sau lưng tôi vậy trời? Ôi ơi, ôi trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, mình ta có Hi Ha rồi. Được rồi, đặt Hi Ha xuống nè, hãy cha. Mới người ta tự nhiên bắt cóc tổng thống Hi Ha vậy trời. Ôi sao rồi nha, tôi chỉ cần ông là vật mẫu tôi xây tượng thôi. Ok, bây giờ để coi coi, ông sẽ có cái người màu vàng nè. Tóc thì màu. Trời ơi, thằng biến thái. Trời ơi, tôi nghĩ, tôi chỉ lấy vật mẫu mà. Ok, ok, rồi tôi đã có rồi. Giờ để xây được tượng Hi Ha thì mình sẽ cần những cái block này nè. Bây giờ mình sẽ xây phần chân của Hi Ha trước nè. Xong rồi, đã xây xong cái chân, bây giờ tới phần thân thôi. Ok, bây giờ đi lấy nguyên liệu tiếp. Ủa, chị nè. Ôi, chị Na thì thiệt tình lắm chứ. Ôi trời, chị Na cũng xây được nguyên cái tượng tôn gà kìa. Tại vậy đấy, vậy tôi sẽ cho là chị Na là bây giờ chị Na là màu vàng đúng không? Ok. Để chị Na xa chủ đề thì tôi sẽ biến cái tượng tôn gà thành cái màu khác. Để làm được điều đó thì bây giờ tôi sẽ lấy địa điểm vị trí ở đây. Bây giờ sẽ là vị trí thứ nhất nè. Cái điểm thứ hai sẽ ở đây nè. Bây giờ đơn giản là sẽ dùng cái lệnh là bây giờ nó sẽ thay màu trắng hoặc màu khác đi thì màu đen ấy. Ok, thay màu trắng thành đen. Bấm nè. Còn cái tóc vàng nữa kìa, bây giờ mình sẽ thay luôn. Ok, xẹt xẹt. Thay màu vàng thành màu đỏ hãy cha. Rồi đó, giờ nhìn không cả tô gà luôn mà là như kiểu tô gà phiên bản xấu xa đó. Ok, thì lúc này mình sẽ lấy lại cái gương của mình nè, hãy cha. Ok, trời ơi, chốc luôn rồi. Rồi bây giờ mình đã có lại, bây giờ mình có thể xây tiếp phần thân nè. Xong rồi, mình đã xây xong nguyên cái tượng Hi Ha luôn rồi nè các bạn. Trời, nhìn trông đẹp quá và chi tiết thiệt á. Hè hè, không có thiếu cái gì luôn. Thiếu hai con mắt kìa. Ôi sao cái mắt mất tiêu. Ủa mày nhớ mày say không ạ? Không lẽ có người nào đó. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ăn tô gà ăn cắp mắt hả? Trời ơi, trời thằng này chơi dơ như vậy hả trời? Ăn gà kia, trả đây. Ủa đi đằng sau kìa. Rồi đâu rồi. Ủa nó biến mất rồi. Ủa tô gà đâu rồi, tôi thấy nó đâu vậy? Trời ơi trời. Thì đây là tượng Nami của tô gà. Nhưng mà làm sao nó biến mất được vậy chứ? Từ từ, không lẽ có cái đường bí mật gì đó? Ủa, cái gì đó lạ ở đây nè các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ mở rồi. Wow, trời ơi. Kìa, nó có đường bí mật ở trong đây nè. Ok. Ê, đây là hai con mắt của mình á. Ok, mình lấy cái đẩy cha. Rồi, mà trước tiên á, mình phải làm cái gì đó để mà trả đũa anh tô gà mới được. Bây giờ ở dưới chân chị Na vậy hả? Thì mình sẽ, nếu như mình để cái thỏa tiễn như sao vậy? Lâu mình để cái nó nào. Rồi đó các bạn, mình đã chuẩn bị cái tên lửa rồi. Ok, lát nữa khi mà chúng ta review cái tượng á, tô gà sẽ bất ngờ lắm đây. Bây giờ mình sẽ trả lại cái mắt to cho Hi Ha cái nào. Được rồi, ui, hết thời gian rồi kìa mọi người ơi. Ok, bây giờ mình đã nhìn tượng này, không có gì hết trơn rồi. Ok, được rồi, cảm ơn Hi Ha. Ủa, Hi Ha tự cởi trói bằng rồi chạy mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ mọi người ơi, tập hợp lại nào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từ phải sang trái nha. Bây giờ chúng ta coi có quý lắm nè. Quý lắm nghe là đây là tượng sầu riêng á. Cũng đẹp, đúng đẹp á. Ê, mà sao từ tay phải của sầu riêng nó hơi bé so với tay trái vậy? Bị gì vậy? Huy? Tay bị bé, tay bị bé. Này ha, sao vậy không được rồi. Ủa sao trong đây có lỗ gì vậy? Cái lỗ gì cái tay bị gì vậy sầu riêng? Gì vậy trời? Ok, thôi bây giờ chúng ta chấm điểm qua nào. Tôi sẽ cho cái này khoảng 8 điểm thì cũng được á. Nhưng mà bị cái vấn đề cái tay nha. Tô gà cho 7 điểm nha, tại vì xấu quá. Được rồi, quà của tô gà nào. Ui, chị kia, xem chị Nami
con đẹp không? Nhưng mà mấy mọi người không biết mình có cái tên lửa ở dưới á. Bây giờ khi mà mình lấy cái điều khiển này mà bấm con cái thì cha. Trời ơi, tôi sẽ chấm cái này à, chắc cho 5 điểm nha. Vậy chấm 3 điểm thôi. Cho 5 điểm. Bắp trời. Tượng của tôi. Trời ơi, trời không biết ai làm cái hỏa tiễn ở đó nha. Lạ gì ơi, mọi người qua chỗ tượng tôi đây là tượng màu hồng nha. Cho nên tôi chọn hiên hà đó. Tay to này hỏa tiễn của cái áo ơi. Lỗ tai to hả? Kể, trời ơi, có tay á. Chi tiết tượng, chi tiết và rất là chi tiết luôn rồi. Mười đẹp. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Là bây giờ qua thôi. Ê, ai vậy? Trời ơi, sao quắc vậy? Sao mà đen thui lui với cục than vậy? Ủa, nãy chị Na được màu vàng mà sao thấy màu vàng dưới đây hết trơn vậy? Đây là hàng nào? Ôi trời, đánh ghen rồi. Hàng nào đây? Ủa trời ơi, đánh ghen rồi. Chấm điểm à. Nhưng mà này chị Na say xa chủ đề cho nên tôi sẽ cho không điểm. Không điểm. 1000 điểm. Vậy là sao vòng này chị Na bị loại rồi nha. Chị bị vì chị Na thấp điểm nhất. Nhưng mà các bạn chấm điểm thử vòng này đi. Ở bình luận ở dưới nha. Vòng 1 ai có số điểm cao nhất nào. Được rồi, vòng thứ 2. Bây giờ tôi sẽ chọn màu trước nè. Hãy cha. Kỳ vậy. Ủa tôi đang chỉ vô màu trắng ta hả trời. Trời tôi bị lệch rồi cái kia luôn rồi. Vậy là dắt màu trắng nha. Ok, màu trắng cũng được. Rồi Huy Nốt sẽ được màu tôi nè. Xanh nhẹ kìa. Rồi tô gà thì được màu gì đây? Màu xanh dương. Xanh dương đậm luôn á. Vậy tôi màu trắng thì sẽ xây tô gà. Xanh nhạt thì tôi sẽ xây giấm mây. Xanh đậm thì chỉ có Huy Nấp thôi. Được rồi, bây giờ tượng tô gà thì tôi sẽ cần những block này nè. Rồi được rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ xây tượng tô gà nào. Được rồi, mình đã xong rồi. Được, tượng tô gà của mình nè các bạn ơi. Trời ơi, nhìn cũng khá là đẹp đó nha. Dắt ơi, xem nè. Ủa, Huy Nấp đâu vậy? Ủa, Huy Nấp làm gì trên đầu tô gà vậy? Ủa, cái vậy? Ôi, cái đầu của tô gà bị đứt làm hai rồi. Trời ơi, Huy Nấp đang đứt cái đầu luôn kìa. Hỏi trả lại cái đầu của tô gà này, đầu tôi đây. Huy Nấp đang chạy đi đâu vậy? Ôi, tôi cái hố gì kìa. Đứng lại cho. Ôi trời, tôi vô cái gì đó dưới đây. Ôi, tô gà ơi, bây giờ ông phải giúp tôi tô gà. Ok. Tại vậy, hay là ok, giờ chúng ta xuống đây nào, hãy. Ủa, vậy đây là 7 Huy Nốt à. Ôi, con gì ở dưới vậy á? Ủa, bây giờ chúng ta ở chế độ sinh tồn rồi. Chúng ta phải cẩn thận á, tô gà mà chúng ta phải chết được á. Ok, ơi, hình như, ôi, cái gì ở dưới kìa. Để tôi nhảy xuống tôi coi thử cho dắt ơi. Ôi, tô gà, chạy, con thủy quái hả? Ôi, không được rồi. Được rồi, xuống nào. Ok, bây giờ chúng ta coi cái rương có cái gì nào. Ủa, đây là cái đầu của tô gà rồi, được rồi. Ôi, cái con gà ơi, ấy da, may, mà tôi lấy cái đầu của tô gà tớp, đập mày luôn, Ôi, trời. Được rồi, bây giờ chúng ta tới tiếp theo nào. Đấy chứ. Ok, đây là cái gì nữa vậy? Ôi, hình như là lần cuối cùng nó có cái gì phải. Ôi, đó là đầu của tô gà kia. Cái phần còn lại á. Rồi bây giờ làm sao mình qua được. Ôi, có cái gì đây? Ủa, cái máy bay á, là mình ngồi lên được á. Ui, rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy nào. Đấy chứ. Rồi, wow. Rồi, khởi động nào. Ôi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bay lên. Ok, được. Ủa, máy bay phản lực này bay rất là đẹp quá. Ok kìa. Qua cái phòng kia là đúng là qua phòng này nè. Rồi bay. Rồi ok, qua vòng này là qua cái vòng này nè. Đúng rồi, tốt. Trời ơi, là trời, bay này bay đã thiệt luôn chứ. Được rồi, lấy cái đầu của tô gà nè. Hãy cha. Rồi có hai đầu tô gà rồi, chúng ta bắt đầu về thôi nào máy bay ơi. Ủa, máy bay nó bị cái gì á? Ê, trời. Quá trời ơi, trời cái máy bay trời. Nó đâm ra khỏi luôn rồi, mà sao cái tượng nó có một quyền cái đường trong cái lỗ luôn. Rồi xong cái tượng rồi. Tôi bị cái gì vậy? À, đâu biết vậy chứ. Ok, bây giờ mình quay lại, mình đặt lại cái đầu cho tô gà cái nào. Hãy ôi ai sao cái tượng ông bị cái gì vậy? Sao thôi có giống bị tụt lỗ vậy trời? Lủng lỗ lẹ. Trời ơi, bọt sữa mà sao có lủng lỗ vậy? Trời ơi, trời Huy này ơi. Này không được rồi nha. Trời ơi, cho 6 điểm thôi. Tôi cũng vậy, cho 6 điểm thôi à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua đây là của ai đây? Ủa, này là tô gà xây đó. Trời, đây có tâm hơn nè. Có tâm hơn. Ủa, đúng rồi đó, Huy Nốt chấm điểm thôi. Coi nào, Huy Nốt chấm điểm. Tôi cũng sẽ cho 9 điểm luôn. Rồi,
Bây giờ là của Tô Gà nè, Tô Gà ơi. Đây là tôi xây á nha. Giờ màu trắng là tôi đã chọn ông làm cái tượng chính á. À, wow, nhìn cũng được đó nha. Tôi cho 10 điểm. 10 điểm. Rồi nha, một này mình đã là người chiến thắng mà Huy là người lội á. Nhưng mà các bạn đừng quên bình luận ở dưới số điểm các bạn cho nha. Rồi, vòng 3, tôi sẽ chọn màu trước nè. Và đó cho màu che bú. Đúng cái màu của tôi rồi. Còn dạ, của tôi. Trời ơi, nó lại đớt ở trong rồi, màu trắng nè. Màu trắng của tôi gà kìa. Màu trắng tôi sẽ chọn tôi rồi. Màu trắng thì tất nhiên là Tô Gà TV rồi. Đi rồi, đã có tượng của tôi rồi đó. Ủa, sao tự nhiên có gì vậy, sao đột tốt vậy? Ủa, trời, Tô Gà của ông sao vậy? Cái gì vậy, sao bên tôi nó cũng rung 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 quá trời động đất kìa. Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao bắt đầu di chuyển rồi kìa. Cái tượng mà bị di chuyển không phải gà ơi. Ủa, trời ơi. Ủa, nó làm gì vậy gà? Ủa, tụi nó quấn nhau tới đây kìa. Ủa, trời, sao đánh nhau mà nhìn sao mà như phim Nam Mỹ vậy hả? Trời ơi, ghê vậy. Tượng nào thắng á, thì người đó thắng luôn á nha. Trời ơi, đánh nhau gì mà căng dữ vậy trời. Trời ơi, hai cái tượng này đánh nhau ghê vậy. Rồi, để coi ai thắng rồi. Ôi, tôi chết trời. Ôi, tôi cũng thắng rồi. Tôi nói là chơi gì là Huê hả? Huê ơi. Ờ, nhưng mà không sao đâu, bởi vì chúng ta cần phiếu bình chọn của các bạn ở dưới comment đó nha. Thì các bạn nhớ chấm điểm với tượng tôi và tượng tôi gà ai đẹp hơn đó. Vậy là mình đã xong thử thách xây tượng bạn bè bằng màu rồi. Nhưng mà mình cũng đã từng làm một video thử thách xây tượng bạn bè trước kia rồi đó. Hãy bấm vào video này để xem nhé các bạn ơi.